Trong thế giới của ảo thuật, chẳng lẽ thật sự không có gì là không thể hay sao? Bạn hãy nhìn vào chàng trai đưa thức ăn đẹp trai này. Ném cái nơ cài trên cổ đi, chân trái đá vào chân phải đá vào chân trái, đôi tay chỉ cần lật nhẹ nhàng. Mâm thức ăn biến thành một cái túi công sở, và như thế, nhân viên phục vụ nhanh chóng biến thành nhân viên công sở, anh ta trà trộn vào đám đông, thuận lợi lấy được chữ ký của cấp trên, đi tới dưới tầng hầm. Chỉ trong thời gian đi ngang qua chiếc xe đẩy, là anh ta lại biến thân hoàn mỹ, trở thành một nhân viên kỹ thuật, vừa bước vào phòng giám sát, đã chụp một bức ảnh thật đẹp cho anh chàng nhân viên trong phòng giám sát, sau đó in các bức ảnh ra ngay tại hiện trường. Giật lấy bảng tên của nhân viên giám sát, thông báo cho nhân viên an ninh biết ở đây có người đang phá rối. Sau đó dán cái gì đó lên cổ tay của nhân viên giám sát, đợi tới khi nhân viên an ninh chạy tới phòng giám sát, nhìn vào vòng tay trên tay của nhân viên giám sát, bệnh viện tâm thần ABC nào đó, nhân viên giám sát ngay cả cơ hội để giải thích cũng không có, thì đã bị nhân viên an ninh dẫn giải đi rồi. Daniel đã kiểm soát được phòng giám sát một cách hoàn mỹ, nhân viên giám sát luôn miệng đòi gọi điện thoại cho cấp trên của mình. Anh ta đã lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra, nhưng không ngờ điện thoại lại biến thành một quả chuối. Xem ra bệnh tình của anh chàng này không nhẹ đâu, và cái điện thoại của anh ta đã bị rách khi giả dạng là nhân viên an ninh hoán đổi từ trước đó rồi. Còn Luller thì trà trộn vào trong nhà bếp. Ngay hiện trường đã biểu diễn một màn dùng cưa điện cưa tay, khiến cho mọi người hốt hoảng, nhà bếp phút chốc trở nên náo loạn. Lúc này đã tới lượt Merritt xuất hiện. Anh ta đã thôi miên nhân vật chính của đêm nay, sau đó biến thành buổi biểu diễn ảo thuật chủ đạo của Four Horsemen. Mục đích chính là vạch trần trò lừa bịp của nhân vật chính, nhưng vừa mới xuất hiện thì đã bị các thanh tra của FBI bao vây xung quanh, thân phận ngầm của Dylan cũng đã bị vạch trần. Nhưng họ là những nhà ảo thuật đẳng cấp đấy, từ đầu đã chuẩn bị sẵn đường lui trong lúc nguy cấp rồi. Khi cả bọn rơi xuống địa điểm chỉ định, thì lại phát hiện nơi đây hoàn toàn không phải là bên trong chiếc xe mà họ đã thiết kế sẵn, mà là một nhà hàng ở Macau. Rõ ràng họ đang ở thành phố New York của Mỹ, tại sao phút chốc lại tới được Macau của Trung Quốc thế này? Cả bọn đều không hiểu tại sao lại như thế. Khi bắt gặp người anh em sinh đôi của Merritt là Chase, Chase đã dẫn họ đi gặp ông chủ đứng đằng sau mọi chuyện, không ngờ lại chính là thầy phù thủy Harry Potter. Nhưng ở đây, anh ta không phải là phù thủy, mà là một thiên tài khoa học tên là Walter. Four Horsemen sở dĩ trong phút chốc đã từ New York tới Macau là do Walter từ đầu đã sửa qua đường ống mà họ dùng để thoát hiểm. Ánh đèn trong đường ống cộng thêm âm thanh khiến cho cả bọn nhanh chóng rơi vào trạng thái bị thôi miên. Sau đó giống như việc vận chuyển heo đã đưa họ tới Macau, càng thú vị hơn nữa chính là ở trên máy bay, Walter đã chụp rất nhiều ảnh của họ với đủ mọi tư thế. Mục đích của Walter rất đơn giản, chính là yêu cầu họ giúp mình đi lấy trộm một con chip, bởi vì Four Horsemen trong công ty mà trước đó họ đã lấy trộm phần lớn đều là tiền do Walter đầu tư. Khi đó Walter cùng với người bạn nghiên cứu qua một con chip thông minh. Con chip này có thể hack vào hệ thống của toàn cầu. Nếu như biết cách lợi dụng thì có thể trở thành kẻ thống trị toàn thế giới. Và cũng bởi vì sự phản bội của đối phương nên Walter đã bị đuổi ra khỏi nhóm nghiên cứu. Con chip cũng vì thế mà bị đem giao bán. Một con chip quan trọng như thế, có thể tưởng tượng được thao tác an ninh tại hiện trường lớn như thế nào. Do đó mới bắt cóc Four Horsemen về đây. Sau khi cân nhắc lợi hại, Four Horsemen đã đồng ý hợp tác. Nhưng trước lúc đó, nhất thiết phải tiến hành một số chuẩn bị. Họ cùng đi tới cửa tiệm ảo thuật do Lee kinh doanh để mua về một số đạo cụ cần thiết. Sau đó mọi người cùng nhau thiết kế bản đồ trộm cắp. Tiếp theo là trải qua rất nhiều lần luyện tập mô phỏng. Cuối cùng Four Horsemen dùng thân phận của một người mua để lèn vào trong. Nhưng Jack vừa bước qua cổng an ninh thì đã bị chặn lại. Thì ra chỉ bởi vì trong ví tiền của Jack có một ít bột kim loại, trước mắt chính là con chip thần kỳ đó. Họ bèn bắt đầu hành động. Trước tiên là Merritt giả vờ như dị ứng với kim loại để chuyển rời sự chú ý của nhân viên an ninh. Sau đó Luller lấy cái kẹp tóc trên tóc xuống và để lên bờ vai. Jack nhận lấy cái kẹp tóc, nhanh chóng chui xuống dưới gầm cỗ máy, dùng kẹp tóc để xoay vòng các con ốc, lấy được con chip thành công và đem dán con chip lên tấm bài poker. Sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành, Jack nhanh chóng đi về lại chỗ cũ. Nhưng khi bị tiến sĩ nhìn ra điều bất thường, lập tức yêu cầu nhân viên an ninh tiến hành lục soát cơ thể của họ. Hãy chú ý xem nhé, tấm bài poker đang ở trên tay trái, nhưng nhân viên an ninh hoàn toàn không thể tìm ra. Vui lòng xoay người lại, hai tay đưa ra ngoài,